14 tuổi bắt đầu tập làm, mình có bê thông nước, thì tự nhiên nó kêu cái rát cái, về về thì cái lưng nó đau. Đúng rồi, nói về gia đình thì không có ai đâu, có mình có thể lo. Thì chồng thì đi lại chứ đứa con mà nhỏ. Thì con cũng ốm đau bệnh tình, mẹ cũng ốm đau bệnh tình, thì gia đình thì nghèo, thương bố thương mẹ thì cũng phải tự cực, tự cực thì cũng phải cố gắng tự mình ăn uống lên mình. Suốt bao nhiêu năm qua đi làm, ai cũng nói chúng ta có làm gì mà làm mình nhân chúng ta. Có một cô hồ nào cô thương tôi rất là thương, cô xem như một đứa con gái luôn. Mày cười cho tao cách xem như nào, sao suốt ngày tao thấy mày nhẹ nhõm không rồi. Đến lúc đó thì tôi đi tâm sự với cô tưởng con trẻ con khỏe như thế này, không có đâu cô. Người con nó đau bầm hết luôn, nó mang quét chân con nước lắm, con không có chạy được mà con chỉ bước từng nước như thế, giá chạy chỉ biết đi thôi, cô thông cảm cho con đi. Lúc tôi đến á thì bác sĩ xem hình và nói là nếu mà theo bác sĩ kia sẽ phẫu thuật, còn theo bác sĩ thì bác sĩ sẽ làm cho bớt đau, nhưng mà phải điều trị vì bệnh khá là nặng. Đến bây giờ thì là hết tất cả là 16 lần thì kết luận với chị thì cái khả năng với chị đã được 90%. Không có